Mến chào các bác nhá, lại là em đây. Hôm nay thì tiến hành cái việc dọn cỏ trên đồi tùng. Thì cũng chỉ tầm độ nửa tháng đến 20 ngày thôi là cái đồi này cỏ nó lại tôn ngập lên. Ngày xưa là em có trồng cái cỏ là cỏ gừng Thái đấy. Nhưng mà do nó bận nhiều việc cái giai đoạn đấy không chăm sóc được, không nhặt được những cái cỏ tạp. Cho nên bây giờ nó thành một cái vườn cỏ tạp rồi, lẫn tất cả các loại cỏ. Và cái vườn đồi tùng này này thì em trồng chủ đạo là 5 cây tùng La Hán cộng thêm những cái cây hoa mẫu đơn này, các bác nhìn này, đẹp không? Cây mẫu đơn này là mẫu đơn lá nhỏ và có cái cây hoa mua tím này, rồi lan chu đỉnh này, rồi đây là cái cây thiên tuế này, rồi cái cây kia là cái cây mai vạn phúc này, rồi cây nguyệt quế đây này, rồi cây nhài. Và ở giữa này thì nó có một cái tiểu cảnh trồng súng đấy. Và hôm nay thì em sẽ đi phát cỏ cho cái khu vực này. À, đây một có một cái tiểu cảnh này thì hoa nó rất là nhiều này, các bác nhìn này đấy. Đây là những cái cây hoa súng tím, súng Thái, cho nên là hoa nó quanh năm, mùa đông nó có hoa rất là nhiều. Cây em trồng có cả cây cau lùn này các bác này. Và đằng sau này là một cái dãy, này là dãy lan tỏi. Đây cây kim đồng hôm quay cho các bác xem đây. Đấy. Rồi em trồng khá là nhiều cái cây hoa đồng tiền. Đồng tiền thì có cả cái đồng tiền ta ngày xưa ấy, gọi là đồng tiền cổ ấy. Và cái đồng tiền lai sau này có cả. Thì ở đây nhà em đang bà xã em đang nhặt cỏ, còn em có cái này không biết gọi là cái gì để phát những cái cây nó cao. Ví dụ những cây mà nó ở trong cái gốc này này. Đấy, em sẽ phát sạch. Dùng cái này mà phát cũng khá là tiện. Đấy. Bởi vì trong cái gốc này với vào nó rất là khó. Mình dùng cái này mình giật rất là tiện nhé các bác nhé. Đấy. Những cái cây mẫu đơn này, mẫu đơn lá nhỏ này, hoa đang nở rất là đẹp. Nhiều bác có hỏi là trồng mẫu đơn bao nhiêu năm mà nó không ra hoa. Thì cũng lên vài video liên tiếp ấy, chia sẻ với các bác đấy. Cái mẫu đơn ấy là nó phải có ánh sáng mạnh, tức là ánh nắng trực tiếp chiếu vào, không bị cướm nắng bởi bất cả một cái cây nào này hoặc bờ tường bên cạnh này. Cho nên là nhiều bác để cái mẫu đơn ở sảnh hiên ấy, tuy rằng ở phía trên nó vẫn có ánh nắng chiếu vào, ánh sáng chiếu vào, nhưng mà nó ở cạnh bờ tường ấy thì cái cây mẫu đơn đấy nó ra rất ít hoa và thậm chí nó không ra hoa, bởi vì ấy nó không đón ánh nắng theo cái hình phễu. Ánh nắng bốn phía mà nó chỉ có ánh nắng ở một phía thôi. Cái điều đấy là cái cây mẫu đơn là trồng là nó không có nhiều hoa đâu các bác ạ. Đây cái đồi tùng của em ở ngoài trời này, cho nên các bác nhìn này, có mấy cái cây mẫu đơn lá nhỏ này thôi, nhưng mà rất nhiều hoa. Đây những cái cành nó lên này sau này em sẽ đốn hết, đốn thành hình quả cầu ấy. Riêng mẫu đơn làm hình quả cầu rất là đẹp, mẫu đơn lá nhỏ này. Đây các bác nhìn phía đằng này thì nó đang nụ này, như cái phía đằng này mà các bác nhìn này, hoa này. Đấy. Hoa rất là đẹp luôn. Thì cái đồi này thì em làm cũng đơn giản thôi. Đắp đất lên rồi làm. Hôm cách đây một thời gian cũng tầm 2 năm nhỉ, cũng có video hướng dẫn các bác đấy. Đấy. Còn các bác có thể trồng cỏ gừng Thái này, gừng ta, hoặc là trồng cỏ nhung Nhật cũng được. Nhưng mà trồng mấy cái cỏ đấy phải có thời gian dọn dẹp, không thì những cái cỏ ta nó lan vào là sau nó như thế này hết này. Cỏ này bây giờ nhặt về cho bò các bác. Cỏ đồi nhưng mà nhặt cho bò ăn. Đấy. Những cái súng này sau em sẽ tỉa hết những cái lá này đi này. Đấy. Tỉa bớt lá đi để nó có không gian để nó ra lá mới. Ra mầm mới nó mới ra nụ nha các bác nhá. Đấy. Cái bẻ súng này là em đổ bê tông đấy. Đổ bê tông đáy làm thành một cái bể ke đá thì nó mới không bị cạn nước các bác ạ. Đây. Chúng ta trồng hoa chơi cây cảnh thì nó phải có thời gian các bác ạ. Hôm nay là chiều thứ bảy, cho nên là bà xã em được nghỉ, cũng lại tiếp tục dọn dẹp. Tuần trước thì dọn dẹp được cái phía đường rìa và ao kìa, dọn dẹp sạch. Bây giờ dọn dẹp cái khu đồi này để chuẩn bị phun một lượt thuốc trừ sâu để trị những cái bệnh trĩ, phun
phun thì phun một loạt luôn các bác ạ. Trồng cây thì bắt buộc phải phun thuốc trừ sâu để bảo vệ nó. Chứ bác nào mà sợ độc quá hay là sợ cái gì đấy liên quan đến thuốc trừ sâu thì chắc là khó chơi cây. Bởi vì rau nào sâu đấy. Các cái loại thuốc trừ sâu sinh học nó cũng khá là tốt nhưng mà nó sẽ không được cái hiệu quả như chúng ta mong đợi đâu các bác. Cho nên là chúng ta vẫn phải sử dụng cái thuốc trừ sâu hóa học. Đây, những cái cỏ rác như thế này là sẽ nhặt hết đi. Nhặt hết đi, nếu mà những cái cây dương xỉ sau này nó lên, nó sẽ lên một loạt mới nhá các bác nhá. Đấy, cái cành nào mà nó rậm quá thì chúng ta phát đi. Cái cây nhài nó lên rất là rậm rồi, nhưng mà do nó rậm quá nó che hết những cái cây bên cạnh, cho nên là em vừa mới phát gọn nó đi. Đấy, phát gọn cho nó tròn tròn, cho nó đẹp thôi. Đấy. Chỗ này còn có một cái cây mẫu đơn bay mất à. Đấy, nó nhiều cỏ quá, nhiều khi nhổ cỏ bay cả cây các bạn, không làm thế nào được. Đồi này thì bản chất là trồng tùng, tùng La Hán ấy. Đây, những cái tùng La Hán này các bác này. Tùng này em mua ở dưới Nam Định. Trồng và lên đồi cũng được 2 năm rồi. Trước kia là trồng trên chậu nhưng mà bây giờ làm đồi trồng lên đồi. Và những cái cây mua, hoa mua này này, mua bầu về trồng. Hoa mua Thái này có hoa quanh năm, rất là hay. Cái khu đồi này là cái khu đồi em làm trước cửa nhà. Đấy, đây là đồi này, ở phía dưới là cái ao trồng sen này. Năm nay rất là tiếc, đến bây giờ cái sen Đồng Tháp kia nó cũng chưa ngoi lên được. Khả năng là năm nay chỉ được chơi được một ít sen ở dưới ao thôi. Bởi vì là cái ao của em này nó ít bùn quá và độ sâu nó sâu quá. Mực nước nó có rơi vào khoảng độ 1,7 m. Năm ngoái thì có chơi được sen nhưng mà năm nay thì nó ít bùn quá, đâm ra là cái cây sen nó phát triển chậm hơn. Chỉ có súng, súng Thái nó lan xuống là nó phát triển mạnh. Cái sen Đồng Tháp này chắc là tầm 1 tháng nữa bắt đầu mới chơi hoa được rộ. Đấy, điều đấy chứng minh là nó rất là muộn rồi. Còn đáng ra là bây giờ phải chơi mấy lứa rồi. Trồng hoa cây cảnh này thì nó cũng lích kích phết đấy các bạn. Vợ em thì làm ở Ủy ban huyện, khá là bận, cho nên là thường thường đến cuối tuần này hai vợ chồng mới tập trung để dọn dẹp. Còn em thì ở nhà thì hôm nào cũng lên video chia sẻ với các bác các cái kinh nghiệm trồng và chơi các loại hoa cây cảnh trong vườn. Ngày nào em cũng có video chia sẻ với các bác đấy. Thì em ở nhà thôi. Còn thường thường những bác mà yêu hoa, chơi hoa mà không có thời gian ấy, phải đi làm công ty chẳng hạn ấy, thì nói thật là các bác có yêu thì yêu thì cũng chả chơi được. Bởi vì ấy, thứ nhất là không có thời gian chăm sóc để ý nó, tưới tắm rồi phòng trừ sâu bệnh cho nó. Cái thứ hai là khi mà nó ra hoa thì cũng chả có thời gian để ngắm, cho nên là cũng không có tâm trí gì mà chơi cả. Muốn chơi được thì chúng ta phải có một chút thời gian các bạn. Chơi hoa rất là hay, nó làm cho cái tâm hồn của ta nó thư thái hơn, làm cho chúng ta có cuộc sống nó hạnh phúc hơn. Tuy nhiên thì nó phải có cái thời gian cơ. Còn nếu mà bận đi làm cả ngày và rất là mệt rồi, muốn tắm rửa đi ngủ, còn thời gian đâu mà hoa hòe, hoa xoái nữa. Cái đấy là cái mà em hiểu là rất là nhiều bác đang rơi vào cái tình trạng như vậy. Đây, khi mà chúng ta trồng được những cái cây hoa, hoa nó như thế này này, đó chót luôn này các bác này, thì chúng ta rất là thích. Tuy nhiên ấy, nó lại kéo theo là nó mất nhiều thời gian của chúng ta hơn. Em thì rộng rãi hơn tất cả các bác bận đi làm công ty, xí nghiệp, đi làm nhà nước là em có thời gian ở nhà. Thì cũng chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm trồng chơi hoa của mình dành cho tất cả mọi người, để mọi người có thể trải nghiệm được những cái cách tốt nhất để chơi hoa. Không thì chúng ta mua một cái chậu hoa mấy trăm ngàn về, chúng ta trồng không biết chăm rồi nó chết, nó lụi dần nhìn tiếc. Các bác chỉ cần chết một lần là lần sau các bác không muốn chơi ngay. Em cá với các bác một điều như thế. Cảm giác nó chán mà. Em cũng thế thôi, nếu mà chơi cái gì mà nó không thành công thì cảm giác nó rất là nản. Cho nên là chia sẻ trên YouTube
những cái kinh nghiệm của bản thân và những cái bài học để cho các bác mới chơi, các bác có thể tham khảo thêm để trước khi chơi hoặc là đang chơi chúng ta bị mắc vướng mắc trong những cái vấn đề gì thì chúng ta lên tham khảo. Ví dụ như là tự dưng thấy cây nó héo đi thì lên YouTube tìm hiểu nó làm sao, tự dưng cây nó bị bệnh như thế này lên nó làm sao, tự dưng cái hoa nó ra nụ rồi mà nó không nở thì cũng lên YouTube tìm hiểu xem là nó nguyên nhân tại sao. Bây giờ nó thời đại công nghệ nó rất là hiện đại rồi, nó rất là thuận tiện cho bất cả một ngành nghề gì, đặc biệt là rất là thuận tiện cho những người trồng hoa, chơi cây cảnh. Rất là nhiều bác làm những cái kênh rất là hay, có những bác thì chuyên làm về các cái loài dòng hoa hồng, có những bác thì chuyên về các cái dòng cây cảnh, còn em thì vì là em chơi rất là nhiều loại trong vườn cho nên là em cũng chia sẻ, mạnh dạn chia sẻ đa dạng các loại cây mà chúng ta hay chơi hơn, ví dụ như mẫu đơn, hoa hồng, hoa giấy, rồi một số cái loại cây cảnh có ở trong vườn nhà, sen súng chẳng hạn ấy, thì sẽ đa dạng hơn một chút trong cái kênh hoa vườn nhà. Cho nên là cũng rất là vui trong vòng một vài năm các bác theo dõi và bình luận, chia sẻ những cái ý kiến của mình để em biết được là em còn thiếu sót ở chỗ nào để bổ sung cho kênh của mình, và có những cái gì mà em cần phát huy thì em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, có những cái gì thiếu sót thì em sẽ khắc phục dần dần. Bởi vì thực ra là cái kiến thức của mỗi con người nó có hạn, rồi cái nhận thức về hoa cây cảnh trong mỗi một giai đoạn nó cũng có hạn. Ví dụ như là những thời kỳ đầu em chơi hoa hồng ấy thì người ta chỉ chơi dáng bụi thôi, mẫu đơn vậy. Sau mấy năm trở lại đây thì người ta bắt đầu chơi một thân, thì mình lại phải chuyển từ dáng bụi sang một thân, nó để nó phù hợp với cái thời đại mà cái cây nó đang sống, mà cái thời đại mà mình đang sống các bạn. Chứ chúng ta cũng không thể bảo thủ và tôi chỉ thích chơi hoa hồng bụi thôi, tôi chỉ thích chơi mẫu đơn bụi hoặc là chơi mộc hương bụi thôi. Không phải, mỗi một giai đoạn con người ta nó sẽ sinh ra một cái suy nghĩ khác nhau để cho nó phù hợp, và chúng ta chơi cây cũng vậy. Và các cái nhà vườn họ cũng làm theo thị hiếu của người chơi. Đấy, ngày xưa chơi hoa giấy chơi một bụi to tướng, nhưng mà bây giờ ấy, các bác nhìn cây, các cây hoa giấy mà trên chậu cây to ấy, toàn là một thân hết à, một thân co lắc, sau đó họ làm tán dù, tán bàn trà, rồi những cái tán ở trên nhìn cũng đẹp, nhìn thoáng. Sở dĩ người ta chơi cái một thân là bởi vì nhìn cái cây nó cũng thoáng hơn, phải công nhận là nó cũng thoáng hơn. Đấy, đấy là rất là nhiều cái vấn đề mà chơi hoa cây cảnh. Thì chơi cái gì nó cũng tốn cái đấy các bác. Em thì khác với các bác khác là nhà vườn. Ví dụ một số bác làm vườn thì các bác có thể quay luôn, nó rất là tiện, có rất là nhiều giống hoa đa dạng, rồi mọi thứ nó sẽ ok. Còn em là người chơi, thuần túy là người chơi và không buôn bán bất kể một loại hoa cây cảnh nào cả. Đấy, thế cho nên là đôi khi có những cái kiến thức thì mình sẽ chia sẻ thực tế hơn, và mình sẽ không giấu giếm cái gì cả, nó áp dụng với cái cách mà mình trồng. Ví dụ như có những cây ngày xưa em chơi ấy, em trồng nó hỏng thì em sẽ không chia sẻ kinh nghiệm đấy nữa, và khi mà trồng bằng được cái cây đấy chăm ok rồi thì em sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm khi mà em thực hiện được cái việc dâm ủ trồng những cái cây như vậy. Đấy, cho nên là đây là cái kinh nghiệm thực tế mà bao nhiêu năm chơi hoa cây cảnh đúc kết lại và chia sẻ thực tế cho các bác, chứ không phải là qua sách vở. Cho nên là em thì có thuận lợi hơn một số bác làm YouTube về làm vườn, đó là vợ em kia tốt nghiệp ngành nông nghiệp, tức là kỹ sư nông nghiệp. Cho nên là các bác biết ấy, kỹ sư nông nghiệp thì các cái loại lúa này, rồi cây trồng này, rồi hoa cây cảnh này thì rất là rành, rồi các loại phân bón, thuốc trừ sâu rất là rành. Cho nên là cái thuận lợi hơn so với các bác là ở cái điểm vậy. Chính vì vậy mà em cũng tự tin chia sẻ với các bác rất là nhiều cái bài viết, những cái video liên quan đến các loại thuốc trừ sâu này, rồi liên quan đến các loại phân bón này, rồi liên quan đến các loại kích rễ này. Cái loại nào em dùng tốt thì em sẽ chia sẻ thực tế cho các bác là em đang dùng luôn. Đấy, bởi vì là vợ em làm kỹ sư nông nghiệp như vậy thì có những cái gì mà em cảm giác thấy nó thiếu, nó không hiểu thì em có thể trao đổi với vợ em.
thì không gì bằng những người được học hành bài bản các bác ạ. Nói gì thì nói, những người học hành bài bản rồi kết hợp với thực tế nữa thì như một con hổ mọc thêm cánh, họ rất là giỏi. Còn chúng ta chỉ tìm hiểu qua sách vở, qua báo chí, qua video thì nó cũng chỉ đâu là những cái kiến thức cóp nhặt thôi. Đấy, thế cho nên là cái thuận lợi của em hơn so với một số bác làm YouTube về làm vườn là ở cái điểm đấy. Thế cho nên là em cũng chia sẻ là cái điều như thế để cho các bác yên tâm rằng là mọi cái vấn đề em chia sẻ nó đều có cơ sở hết và đều có thực tế, thực tiễn, chứ không phải là cứ thích mà nói rồi nhìn người này làm thế này là làm theo, không có đâu các bác ạ. Mỗi người sẽ có đúc kết riêng cùng một cái cách làm như vậy, nhưng mà có thể là bác kia làm hay hơn, em làm thì nó lại dở hơn, mà nó chỉ là một cái cách đấy thôi. Cho nên là mỗi người có một cái đúc kết riêng, cho nên là khi mà các bác xem video thì các bác cứ chắt lọc được những cái gì cho mình là hay nhất thì các bác chắt lọc. Chứ còn bảo để áp dụng 100% thì nó hơi khó, bởi vì cái môi trường của mỗi một nơi khác nhau, cái độ pH của đất khác nhau. Có thể là em trồng cái đất này như các bác ở vườn thì các bác lại đất là chất đất khác. Đấy. Rồi cái thời tiết, ví dụ như ở miền Bắc thì thời tiết bốn mùa như thế này, như miền Nam thời tiết nó lại khác, miền Trung thời tiết nó lại khác, mỗi nơi nó một khác. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái cơ sở lý thuyết như vậy để chúng ta tự áp dụng cho mình ở từng vùng nhất định, thì nó sẽ cho những cái cây hoa, cây cảnh đẹp nhất có thể nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà, nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Nếu có những đóng góp nào, có những câu hỏi nào thì các bác cứ để lại phần comment, em sẽ chia sẻ trao đổi với các bác để chúng ta có một cái môi trường thật sự là lành mạnh chơi hoa cây cảnh, đặc biệt là các loại hoa trong vườn nhà mình nhé các bác nhé. Các bác xem video nhớ nhấn thích video ủng hộ em nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.